Xin chào tất cả mọi người, mình là Ngọc Anh, hiện thì mình đang là một nhân viên văn phòng. Công việc của mình thì cũng phải thường xuyên tiếp xúc với rất là nhiều người. Tuy nhiên thì trên cơ thể của mình cũng có khá là nhiều lông ở chân và tay. Chính vì thế mà mình cũng thấy khá là ngại khi mà phải mặc những cái bộ váy ngắn. Ngày hôm nay thì mình đã quyết định trải nghiệm cái công nghệ trượt lông. Bây giờ thì mình sẽ lên trên để bắt đầu thực hiện cái liệu trình của mình. Nanoline là công nghệ mới nhất hiện nay đến từ Mỹ trong việc điều trị trượt lông vĩnh viễn. Nanoline cho hiệu quả điều trị cao, hoàn toàn không gây đau rát hay gây tổn thương đến các vùng da xung quanh. Với bước sóng 700 đến 1200 nm, công nghệ Nanoline sẽ đi sâu vào các nang lông, chuyển hóa thành nhiệt năng phá hủy nguồn dinh dưỡng nuôi nang lông. Công nghệ Nanoline giúp se khít lỗ chân lông, làm đều màu da, khiến da mịn màng, trắng sáng tự nhiên. Sau liệu trình của bên anh thì em cảm thấy như nào? Trong quá trình thực hiện thì em thấy cũng không đau rát gì cả. Và lúc mà em thực hiện thì các bạn nhân viên cũng rất là nhiệt tình. Chắc chắn là sau buổi này thì em sẽ đến những lần sau.